Về thôi, về thôi. Ra lụm này thôi anh em ơi. Trời, còn chưa giả lên được một đồ đầu hàng rồi. Giời ơi, này faker quá. Giời ơi. Giời ơi, đánh kiểu này anh em lại nhìn đúng giống kiểu hình đèn luôn mọi người. Ai? Thì mấy hôm bữa faker có cầm ra xua mang vào chung kết thế giới, phải gọi là quá phê luôn anh em. Thì nói chung là ngày hôm nay mình sẽ test cái build của faker nha anh em. Nhìn sơ qua cái build đấy á thì mình cũng đoán được là cái trang bị gì rồi. Anh em có thể thấy là Faker lên gươm vua, găng tay băng, song đỏ tự thủ đúng không? Đồ thứ ba có cái quốc chim như thế, nhìn cái là biết sơ qua sẽ là vô cực và giáp thiên thần. Đó. Và bảng ngọc ở đây thì mình mang bước chân thần tốc cũng như là kiên định nha anh em. Y chang Faker luôn, đánh một cái quả kèo như idol cho anh em xem. Và nếu như anh em thích video thì đừng quên đăng ký kênh nha. Mình là Vai, chuyên múa ra sâu, nhìn múa gà. Ok. Rồi, chiến thôi anh em ơi. Mình sẽ mang kiếm Doran. Bước chân thần tốc mà đi với kiếm Doran thì hồi phục phải ghê lắm anh em ạ. Nhưng mà nếu anh em chơi anh em có thể mang kiếm Doran nha anh em. Mình thì chơi cái combo này nó kiểu là nó x2 lượng sát thương, kiểu vừa sát thương vừa hút máu anh em. Đánh rất là phê luôn. Bảng ngọc thì anh em có thể tham khảo bảng này đấy nha mọi người. Mình mang bảng này. Cái này anh em tham lính này, anh em có những được lên 2 máu này. Hại gồm 1 mục tiêu sẽ được hồi 2 máu. Nó là cả lính luôn đó. Và cái map lần này thì mình sẽ cho toa lên, đánh giống như kiểu là Faker. Mình ra đây. À, cướp. Càng thế. Kèo này mình đi với Orianna. Kèo này mình sẽ xem Ori nó đánh như nào nha anh em. Nếu mà nó đánh láo, nó không muốn cho mình farm, mình sẽ gọng E. Còn nếu như mà nó... Ê. Rồi, mất flash rồi. Mình lỡ cộng quy rồi anh em ơi. Pha đấy cộng quy để tối ưu sát thương. Chơi gì chơi anh em nhớ farm lính chuẩn nha mọi người. Kéo. Ngon. Thơm luôn. Không sao, pai mất flash rồi. Cho nó ăn. Pha đấy mình lốc hụt chắc là không được mạng đâu anh em. Farm lính chuẩn anh em ạ. Faker không dạy chúng ta farm lính hụt. Ô nhưng mà sao chỉ có được 11 con này thôi. Nhớ mình farm nét lắm mà. Lướt lên đánh thường, lao lên EQ đánh thường, lui về combo quá rác luôn. Lên cả ơi khoan đó. Cắm mắt đã mất lính. Chuẩn rồi anh em ơi. Mình còn bình máu mà không phải lo anh em ạ. Đây nó ăn rồi này. Khả năng cao nó từ blue nó qua đó anh em. Mất flash. Mất flash. Mỗi lần mình ăn như thế mình được hồi 2 máu nha anh em. Nó ghi là 1 mục tiêu chứ không phải là hạ gục tướng gì cả. Dừng nó trên top rồi. Lướt lên chọc. Ấy giờ này lốc chúng cái là lộn luôn nha anh em. Rồi mày chuẩn bị nè. Ui giời chậm thế. Mất búa flash. Mình sẽ lên đôi giày nha anh em. Đáng ra lối chơi của mình là không lên giày, nhưng mà bởi vì hôm qua xem trận Faker lên giày nên là mình lên. Mất chết đâu phải lá còn gì thôi.
Lên 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 lên. Ngon luôn, hay tay ơi. Rồi xong, lên gươm vua xong rồi găng tay băng. Ê, nó dí sấy đau thế, cho farm đi. Má, may mày tao idol Faker, tao thích farm hơn là đánh nhau nha. À, mình sấy nó anh em thấy sấy không? Sợ quá, phở lát luôn. Đâu, đi máu này không vàng. Đi máu, anh Miên tham mất hết luôn anh em ạ. Thôi té thôi anh em ơi. Đang qua. Đâu rồi? Ui giời ơi, quá là kiểu idol luôn anh em. Múa thế này thì team bạn nào chịu được. Thế mà vẫn chưa có đồ nhỉ. Xuống bốt cái có tiền anh em ạ. Lên. Nãy mình lại làm cái pha kia tốn thời gian quá anh em ạ. Chuồn vào đây thôi. Đẹp. Cái gì đây? Faker chắc chắn không biết dùng cái này anh em ạ. Cái đấy là bí kíp của anh em đứng sấy trụ thôi. Quá trời tiền rồi kìa mọi người. Nhìn tiền nha. Mình sẽ tham 47 giây nữa nha anh em. Có tele đi. Tiết kiệm. Ui. Chết mẹ sấy ác thế. 30 giây nữa. Dưới bốt có một quả chuối này, nếu mà mình đánh chuẩn thì có thể ăn được. Nhưng mà mít cũng căng quá anh em ạ. 20 giây nữa mới được về thôi. Ôi ôi. Trời ơi, mình đầy cây máu mình flash làm gì trời. Mình tưởng pha đấy mình hết máu rồi. Ui, cái tính ra cái bảng ngọc mà kiểu hạ gục đây này anh em này. Cái này này. Hấp thụ sinh mệnh cứ tham gia hạ gục được hồi 2 máu ngon vãi. Ô, trời còn chưa gạt lên được một đồ đầu hàng rồi. Giời ơi, này Faker quá. Giời ơi. Ôi giời ơi, đánh kiểu này anh em lại nhìn đúng giống kiểu hình đèn luôn mọi người. Round 2 vẫn tiếp tục như cũ nha anh em. Ôi nhưng mà thằng chí tiền na trông đồ nó khiếp thế. Ai à, công nhận đợi game lâu thật. Đợi game mất bố 5 phút anh em ạ. Không biết ông nào mạng miền núi tốn tiền à. Tốn tiền nét.
là Kaka. Thành ra Kaka mới xin mẹ được 10k. Ôi thật chết rồi. Faker không dạy mình đi ra giữa lane. Faker dạy mình phải kiểm soát mục tiêu hai bên. Thôi được rồi. Đánh nhỏ mày thua luôn. Cho mày phí tiền net luôn. Ra xua mùa 7 mà lại đánh chip tiên la này. Ôi ôi. Nó nhảy được hay dữ cơ. Ok. Mình có tele anh em ơi. Nhưng mà quay lính này chắc không cần đâu. Ơ, không đẩy đi. Đi qua không đẩy quay này cho mình. Trời ơi, Vi. Ai à. Nó ra kịp đấy anh em ạ. Cơ bản nó chết trước mình. Ôi ôi. Mình còn mất lính rồi. Ai à. Quay này thằng này bú đậm. Vì nó không đẩy cho mình quay này. Nghe nó bị thọt rồi. Cấp 4 luôn anh em ạ. Này còn hơn cả farm mít lính nha anh em. Nó lên cấp 4 nên thành ra nó hơn mình khá nhiều chỉ số anh em ạ. Mày này. Ấy gì ra không để ý luôn. Không sao anh em ơi, chạy ra đây. Ngoài đi bộ cũng được nha anh em, nhưng mà mình tè le. Đây, trả lại cho tao, trả lại cho tao. Má sao vào đấy mình lại quy hụt. Trời mất 150. Quy đúng mà lộ mạng rồi anh em. Hơi đen. Cái giá phải trả đó người anh em. Thank you TF. Thực ra thà đấy tôi tính đổi 2, đổi 1 đổi 2 luôn. Nhưng mà đỡ chết thôi cũng được. Cũng tính là hai mạng đó anh em, bởi vì lấy mình không ăn được mạng 150 của con kia đó mà. Múa này em sao nó phản xạ kịp anh em. Baker đánh Yasuo ca này có skin Yasuo rồi. Lâu lắm rồi Faker mới đánh Yasuo vào chung kết anh em ạ. Nên là một cái trận đấy thôi là mình có rất nhiều cảm hứng để mình chơi game. Cảm hứng nó xuất phát từ idol. Mời lấy lớp trụ đỡ. Hay à, sao lại mà lại hất tung người không EQR được anh em ạ. Cho thằng Red nó cấu mày. Mày đi. Mày phải đi. Nice. Sorry thằng Red nhá. Bà lấy tôi hất tung được mà tôi ulti cái là nó cũng đi luôn rồi.
nào vẫn để nó tham được quay nữa. Mất cái flash của bạn. Thôi xuống gánh bốt cho nó kiểu. Thôi xong rồi anh em ạ. Thôi bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ dưới toàn chuối này. Xuống kịp không ta. Ngon ngay anh em. Ôi giời ơi, bú được 3 mạng. Cái pha kia mình lại lốc hút chứ anh em ạ. Thôi chuồn thôi, chuồn thôi. Đép hộ mít đấy. Ôi giời ơi, thế là có 2 nai rồi. Tí chết kìa, nó vừa chói mình xong kìa. Giờ lên găng tay băng này. Vi ơi, đấm nó cái. Ôi, Vi đấm hụt rồi. Vi đấm hụt, tiếc thế. Rồi, về luôn rồi. Về góc đấy chịu rồi. Chi tiền nào nó cũng lấy được lớp trụ á. Hay. Biết thế thì ở lại mít tôi lấy trụ đầu. Ôi dồi ôi, 38 đồng anh em. 38 đồng. Tôi nghĩ tôi nên té. Ở game này thì mình có thể đã lên được đồ rồi anh em ạ. Lên nỏ xong vô cực là 100% chí mạng. Sau đó giáp thiên thần. Đồ chuẩn của Faker luôn. Đánh giải mà còn xanh như thế thì anh em kêu item đấy nó luột như nào đúng không? Nhưng mà cái này là meta cũ của anh em ạ. Cái meta này thì thực ra nó có từ 2023 rồi. Nó không gọi là meta mới của 2024. Anh em có thể xem cái clip meta 2024 nha. Thế đồ đấy nó ngon vãi chưởng này. Nãy mình EQR nó chết rồi đó. Không hiểu sao vào đây không làm anh em ạ. Một 1.300 tiền nữa thôi. Hay. Má tôi trâu anh em. Đúng là build của Faker không làm anh em thất vọng. Tí thì mất. Tí thì mất. Thôi mà. Trời ơi, farm nãy giờ 15 phút được có 130 mấy này. Sao gọi là Faker được anh em. Sao gọi là đồ đệ Faker được. Đánh ra xua farm mẹ. Căng mãi chửi.
Chịu rồi. Người anh em không có R, người anh em lao sung đấy. Ơ, thế mà ông ăn được cả Morgana luôn à? Đẹp. Mình sẽ Tela lên top đánh thử với Zoric nha. Về thôi, về thôi. Quá gọi là ghê gớm luôn anh em. Trận này múa mẹ gọi xứng đáng comeback. Nghe múa đã thật đúng Faker. Lâu lâu comeback mấy phát là mình kiểu bị hồi xuân đấy anh em. Xưa đánh ra xua vì xem Faker, giờ làm phát đánh hay quá. Đánh kiểu như idol thế này. Ra lụm này thôi anh em ơi. Tôi múa hơn cả. Ui. Lâu lâu tôi kiểu bị gọi là lên đồng đó anh em. Ôi đầu hàng rồi anh em. Ơi có lẽ là hẹn gặp anh em clip lần sau nha mọi người. Thì build chuẩn mình cũng đã nói cho anh em rồi, hai đồ cuối sẽ là vô cực và giáp thiên thần. Mình chúc anh em một ngày vui vẻ và thực hiện cái meta này thành công nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye.